nếu giá dầu thế giới tiếp tục ổn định và nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn mức vừa phải, giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm thêm từ 2.500 đồng đến 3.500 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 7 tới đây. Theo lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khả năng cao là giá bán lẻ các mặt hàng này tiếp tục được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 7 khoảng 2.500 đến 3.500 đồng một lít. Mức giảm phụ thuộc vào biến động giá dầu những ngày tới và việc điều hành quỹ bình ổn giá. Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 13 tháng 7 tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước. Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu hơn 3.000 đồng một lít, thực hiện đồng bộ với việc áp dụng điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 17 tháng 7, các tỉnh miền Trung và miền Bắc đón một đợt nắng nóng trên diện rộng. Điều này dẫn đến lo ngại về nguy cơ thiếu điện, lưới điện xảy ra sự cố trên diện rộng như hồi đầu tháng 7 vừa qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn ở mức 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống tăng khoảng 6,4% so với cùng kỳ. Điều này dẫn đến lo ngại các sự cố về điện từng xảy ra ở Đà Nẵng, Hà Nội, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc cũng sẽ tái diễn như hồi tháng 6. Trước mắt, EVN sẽ huy động tối đa các nhà máy thủy điện có nước về tốt, nhiệt điện than, tua bin khí huy động theo nhu cầu hệ thống và bài toán tối ưu thủy nhiệt điện, dự phòng nhiệt điện dầu. Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu điện tăng cao đột biến, EVN khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm từ 11h30 đến 11h30 và buổi tối từ 20h đến 23h, đồng thời chú ý sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ vừa phải. Sống cảnh tạm bợ trong thời gian dài không có cả điện lẫn nước sạch, nhưng đến giờ nhiều hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thể chuyển đến nơi tái định cư. Dù địa phương này đã chủ động bố trí về kinh phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư, nhưng cho đến nay tiến độ thực hiện các dự án chậm nên chưa thể kịp di dân vùng sạt lở núi trước mùa mưa năm nay. Cảnh sống tạm bợ của gia đình anh Đinh Văn Tường ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi thoát chết sau vụ sạt lở núi. Hai năm nay, gia đình anh Tường đã dựng ngôi nhà tạm trên đất của một hộ dân trong làng. Gỗ chuẩn bị làm nhà đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu, nhưng đến giờ anh vẫn chưa được bố trí đất tái định cư. Hai năm trước, bị sạt lở, em xuống ở tạm đặt của họ, cài chuẩn bị hết, chưa có đất làm nhà. Khu tái định cư này được đầu tư với kinh phí 29 tỷ đồng để di rời khoảng hơn 40 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi của xã Sơn Long đến định cư. Vậy nhưng dù đã cận kề mùa mưa bão, nhưng mặt bằng vẫn chưa được xây dựng xong. Sự chậm trễ này khiến các hộ dân thuộc diện di rời chưa thể thoát khỏi cảnh sống tạm bợ và vẫn phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ núi lở đe dọa ngay trong mùa mưa bão năm nay. Qua ở đó bên đây, nhưng mà chưa có xong chỗ đó. Bọn em ở đó 2 năm ở đây, khổ. Hình như trời mưa nè, không đủ nước uống, do không cho có ai làm nước sạch, điện nữa, không có điện ở. Có hướng là sẽ đưa bà con vào trước mùa mưa, năm 2023. Tuy nhiên thì với cái tình hình này thì khả năng năm nay là cũng khó đưa bà con vào vì lý do mặt bằng chưa xong. Theo chính quyền địa phương, do thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, nên tiến độ thực hiện dự án chậm, không như kế hoạch ban đầu, dẫn tới chậm trễ trong việc bố trí tái định cư cho toàn bộ số hộ dân thuộc diện di rời tránh sạt lở núi vào định cư. Chỉ đạo của đơn vị thi công là đẩy nhanh tiến độ trước mắt bằng vô tạm thời mặt bằng cho xã để xã đưa dân vào cái khu gần này trước khi mùa mưa bão tới. Đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện dự án này. Những hộ dân này vẫn đang chờ được sớm tái định cư để có thể an cư và thoát khỏi nỗi lo sạt lở núi. Dù chưa hoàn thiện mặt bằng và các công trình thiết yếu, nhưng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi buộc phải tính tới phương án bố trí đất ở những khu vực đã xong mặt bằng trong khu tái định cư để di rời trước một số hộ nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm của sạt lở núi nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân trong mùa mưa lũ năm nay.
Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Dương vừa cảnh báo người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác với thủ đoạn dùng tiền giả rồi nhờ chuyển khoản để lấy tiền thật. Vụ việc nghe tưởng chừng như đùa nhưng thời gian vừa qua đã xuất hiện tại thị xã Tân Uyên và lừa đảo thành công. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra hai vụ lừa đảo với thủ đoạn này. Một thanh niên mang bao túi đỏ đựng tiền và đưa một tờ giấy có ghi số tài khoản đến đại lý vé số và yêu cầu nữ nhân viên chuyển gấp vào số tài khoản 9 triệu 800 ngàn đồng. Do tin tưởng không kiểm tra kỹ, nữ nhân viên đã dùng điện thoại chuyển khoản. Sau khi mở ra thì phát hiện chỉ có một tờ 50 ngàn đồng tiền thật, ngụy trang bên ngoài, còn lại là một cọc giấy vụn. Với thủ đoạn tương tự, một thanh niên khác lừa được nữ nhân viên chuyển khoản thành công số tiền 9 triệu 600 ngàn đồng vào số tài khoản, khi phát hiện toàn là tiền âm phủ. Trong hai vụ việc, thủ đoạn của đối tượng là cố nói chuyện điện thoại để nhân viên nghe thấy và lầm tưởng đầu dây bên kia đang cần tiền gấp. Trước tình hình trên, Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân, nhất là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, cần luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Trước khi thực hiện chuyển tiền, phải nhận tiền trước và cần kiểm tra kỹ số tiền mặt giao dịch rồi thực hiện thao tác chuyển tiền. Trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục nhích tăng kể từ đầu năm cho đến nay, lãi suất cho vay vì thế cũng đang có xu hướng điều chỉnh lên. Trong đó, lãi suất cho vay mua nhà tại một số các ngân hàng đã bắt đầu tăng và không còn nhiều ưu đãi như trước cho người vay. Cụ thể, Ngân hàng Quốc tế VIB đã tăng nhẹ 0,2% một năm lãi suất cho vay mua nhà lên mức 8,7% một năm thay vì 8,5% một năm như biểu lãi suất trước đó. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) áp dụng lãi suất cho vay mua nhà từ 8,59% một năm lên 10,39% một năm tùy từng điều kiện khác nhau. Theo một số dự báo, lãi suất cho vay thế chấp mua nhà trong nửa cuối năm nay sẽ tiếp tục tăng. Sang đến năm 2023, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà có thể ngang ở mức 11,2%. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngân hàng sẽ ở mức 6% một năm trong năm 2023. Giữa bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng mạnh, giới chuyên gia khuyến cáo người mua nhà cần tính toán kỹ khả năng và dòng tiền trả nợ. Bởi lẽ sau thời gian từ vài tháng đến 1-2 năm được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi, thì lãi suất cho vay sẽ thả nổi theo thị trường. Dù lãi suất có neo thấp như thời điểm năm 2020-2021, thì cũng sẽ đến lúc được điều chỉnh tăng cao. Không nên dành quá 30-40% tổng thu nhập hàng tháng cho nhà ở, nhằm đảm bảo chi phí cho các nhu cầu khác như thực phẩm, học phí, đi lại, y tế. Hàng loạt các sai phạm hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hà Nội đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra trong kết luận Thanh tra số 39. Nhiều dự án liên tục điều chỉnh làm thay đổi chức năng sử dụng đất, nhồi thêm tầng cao. Đặc biệt có dự án tăng số tầng từ 5 tầng lên 30 tầng. Tình trạng này đã khiến cho không ít người dân đã bỏ ra hàng tỷ đồng mua căn hộ để giờ họ đang sống trong tình cảnh thấp thỏm lo âu về việc các cơ quan chức năng xử lý sai phạm như thế nào. Chưa kể hạ tầng một số các dự án không như lời quảng cáo ban đầu của chủ đầu tư. Còn với những người đã xuống tiền mua các căn hộ hình thành trong tương lai của các dự án đang xây dựng và bán hàng thì chưa biết có được nhận bàn giao nhà theo đúng kế hoạch hay không. Không ánh đèn, vật liệu xây dựng ngổn ngang, ống thoát nước của bồn vệ sinh làm dang dở. Đây là hiện trạng của một trong các ô thoáng tại khu chung cư Golden Quest được chủ đầu tư tận dụng để cải tạo thành căn hộ nhưng bị cư dân kịch liệt phản đối. Đáng nói hơn, khi cư dân phải tự lắp thêm rào chắn tại toàn bộ vị trí các ô thoáng để tự bảo đảm an toàn cho toàn bộ cư dân như thế này. Khi dân cư dân làm cũng rất gây khó khăn cho cư dân, thậm chí điện đóm ở đây không dám mắc ra là bên điện lực vào rồi là bên phường vào là bên quận vào là rất chi là gây khó khăn về chuyện dân cư chỉ muốn mắc đây để cho làm sao nhìn thấy ánh sáng để cho tất cả những cái thậm chí bọn nghiện hút nó vào đây nó ngủ cái đêm trong này là rất chi là gây ảnh hưởng đến mất trật tự cho cư dân ở đây. Theo kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng về dự án này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã một lần điều chỉnh quy hoạch. Sở Quy hoạch Kiến trúc 3 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật đã điều chỉnh tầng cao từ trung bình 6,5 tầng thành 25 tầng, mật độ từ 38% thành 47%, số căn hộ từ 352 căn thành 740 căn. Ngay từ những ngày đầu xây dựng, dự án đã bị người dân phát hiện và chỉ ra nhiều sai phạm, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Đây cũng là lý do chính khiến hơn 6 năm qua, các căn hộ ở đây chưa được cấp sổ đỏ cho chủ hộ. Rồi theo cái giới thiệu các bạn ấy nghe cũng được, một là nhìn xuống cái chỗ vui chơi cho các cháu, rồi đường nó thông thoáng như thế, xuống nhìn xuống đường Lê Văn Lương, rồi cái nhìn ra công viên. Thế nhưng mà sau khi mà tìm hiểu kỹ thì tôi thấy là
chắc chắn là cái chỗ không phải, và sau này thấy cái móng nhà lên thì tôi cũng phải chuyển đổi hợp đồng. Như nhà tôi mà nếu mà có bán thì phải cắt lỗ thì người ta mới mua, nhưng mà chưa chắc đã có người mua. Chủ đầu tư đang chiếm dụng của mình một cái khoản tiền liên quan đến các cái quỹ bảo trì và liên quan đến cái phí làm sổ đỏ. Thì cái việc mà không có sổ đỏ như vậy thì nó sẽ gây, cái thứ nhất là nó sẽ gây làm giảm giá trị của cái bất động sản của mình đang ở xuống, đó là thiệt hại về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái việc giao dịch bất động sản nó sẽ rất là khó khăn. Cái nữa ảnh hưởng trực tiếp nhất đó là cái việc mà con cái học hành, thì nó vì cái quy định của các cái trường thì yêu cầu là các cái cháu phải học đúng tuyến, mà trong khi đó hộ khẩu của mình thì nó lại không ở đây. Còn đây là dự án dịch vụ thương mại công cộng nhà ở và nhà trẻ em do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội làm chủ đầu tư. Nay có tên thương mại là Biarri Diamond Residence, đã được nâng từ 18,5 tầng lên 35 tầng sau nhiều lần điều chỉnh. Kết luận số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã điều chỉnh một lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc điều chỉnh quy hoạch 4 lần sai quy định pháp luật, đã điều chỉnh từ công cộng thành phố thành dịch vụ công cộng và văn phòng, nhà ở, rồi thành dịch vụ thương mại công cộng, nhà ở và trẻ em, tăng tầng cao từ trung bình 18,5 tầng thành 35 tầng. Theo các luật sư, người mua nhà tại dự án từ tầng được điều chỉnh tăng lên sẽ gặp những rủi ro nhất định, đặc biệt là trong việc hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Về mặt nguyên tắc, đương nhiên là những vấn đề mà từ tầng 19 trở lên nó là có vấn đề là chưa phù hợp với quy định, và thậm chí nói cụ thể hơn là nó sai từ cái việc điều chỉnh từ gốc. Do đó cái việc mà cấp phép thì nó là theo cái nguyên tắc chung, theo cấp cái sổ đỏ là theo nguyên tắc chung. Còn để có bị rủi ro hay không thì đương nhiên là nó chứa tiềm ẩn cái rủi ro cho cả người mua và cho cả chủ đầu tư. Hàng loạt các sai phạm từ các dự án trên đường Lê Văn Lương kéo theo hàng loạt các hệ lụy về đô thị. Bên cạnh đó là sự phiền toái cũng như nỗi lo của người dân khi đang hoặc sẽ sinh sống tại những dự án trên trục đường này. Việc quy trách nhiệm sai phạm cần phải đánh giá trên cơ sở cả hệ thống chính sách, pháp luật, và đặc biệt là phải xem xét cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân để đưa ra biện pháp xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng xử lý sai phạm xây dựng tại nhiều dự án trên đường Lê Văn Lương, thì không ít các dự án vẫn xem thường pháp luật, tiếp tục triển khai thi công suốt ngày đêm. Như dự án này, cho dù dự án đã bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt các sai phạm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để tăng khả năng thu hút vốn FDI trong năm nay, nhiều địa phương đã tích cực chuẩn bị mặt bằng, nhân lực để đón làn sóng đầu tư vào Việt Nam hậu Covid-19. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.